rua, rua này rua vàng à chị? Rua núi. Ôi, ba con à? Mình bắt được á? Chị chưa bao giờ thấy con to như này, nên là chị thấy to lắm không? Người ta đi rừng người ta là... Ôi, con rùa này gọi là rùa gì nhỉ? Bắt đầu thu tiền đang một lượt quay. Thôi mà chị bán được 100 con luôn nhá. Không, 100 con chả có đâu. Nếu mà bán là con này là bao tiền à? Con nhá. Con này này, con to nhất này này. Con 2 triệu. Ủa? Đây là 2 triệu cơ ạ. Ừ. Con này là Hàn Quốc nhỉ? Con này 250 rồi. Rùa. Con cắn này. Con này nó cắn đấy. Con tạp lắm mẹ. Con gì nó ăn? À. Ăn à. Ôi ơi, con ong. Con ong đây. Cái con rùa. À, nó bảo con lần xem cái này là con ong nha. Con này con giống như khác nhau nhỉ? Con ba đâu? Con này sân nhỏ đấy. Xem rùa chưa thằng áo đỏ vàng, ngôi sao vàng kia? Hả? Con này nó xem rùa chưa? Con này giống. Xem chưa? Này các bạn nhá. Bây giờ đang xem rồi phải không? Đây là rùa gì chị? Rùa đá. Rùa đá. Con này nó ở trên núi này thì đúng không? Ờ. Chị bắt ở đâu? Đi đâu bắt? Cái này nó cắn vào tay là nó không nhả ra đâu. Này cái miệng này nó cắn vào một phát là nó không nhả ra đâu ấy. Có phải con ba ba đâu mà. Con này con ba ba người ta vẫn nó bảo cắn này thấy trời sống mới nhả ra. Con này vẫn con gì mà. Con này cũng thế sao ấy. Con nhất là nó cắn. Rồi không nhà đá. Chỉ có chặt đầu thôi nhỉ. Chặt đầu thôi. Chỉ có xuống nồi nó thả. Khỏe thò thò quá. Con ba ba nó. Chị thấy con này hiền lắm hả chị? Chị ơi. Chị thấy con này ít con lắm phải không? Có to như này này. Thôi mình thả nó đi. Thôi thả đi chị ạ. Thả đây về tự nhiên đi. Bao tiền con này? 2 triệu. Chào các bạn nhé, này chúng tôi lên trên Mẫu Sơn nhà đứng đây nhìn từ nãy giờ đấy. Con rùa con này 2 triệu rưỡi mà chúng tôi quyết định bỏ tiền mua để thả nó về tự nhiên nhá. Nó bé rồi mà đến con to từ bên này sang bên này rồi. Nó chạy đi rồi. Thế nha, về về để cụ rùa rồi chứ không phải cụ rùa. Rùa nó chạy nhanh hết. Không thấy người nó chạy nhanh hơn đấy. Gương kìa. Sao con nó cũng thả. Rùa đá trên đỉnh Mẫu Sơn nhỉ. Cô kia xem hai lần rồi đấy, nãy đứng ở bên kia xem một lần này, qua đây nữa rồi. Con này ăn con ăn cỏ hay ăn con gì? Nó ăn con gì? Lại xem một lần nữa, đứng ở đằng sau cào nhỉ? Ba lần rồi. Kiến rồi nhỉ? 15.000 rồi. Kiến là cái gì? Cái con vật, con trùng ấy, cho nó ăn. Cái đầu rất là đẹp nhá. Cái này nếu mà người ta mua về để làm thực phẩm hả chị, hay làm thuốc? Chị cũng không biết người ta mua gì nhưng mà mua nhiều lắm. Nhưng mà có người ta vẫn không mua đúng không? Chị có hay gặp nhiều không chị? Không, rùa bé này thì chị cũng hay gặp, năm nào cũng có. Nhưng mà những con to này từ trước bao nhiêu năm nay chị đến bây giờ chị mới được một con to này. Nhưng mà con này có khi là con này chắc đắt đấy nhỉ? Con rùa vàng thì đá. Đầu thế vàng rồi. Con rùa vàng nó phải to, phải màu vàng. Đừng bò ra, đừng bò ra đây. Nhiều màu vàng à. Ui, khỏe lắm cái chân này, nhìn này. Móng này. Nó cắn không? Cho nó cắn. Từ giờ em cắn không các bác? Cho nó sâm này khỏe quá đấy nhỉ. Đây là sâm à? Thế rồi, khỏe cực ấy. Đây là nhìn nó cái móc này đấy. Đi nhanh cực luôn. Tốc độ là đấy. Không phải là chậm như rùa đâu ấy nhá, nhanh lắm ấy. Chạy nhanh hơn là thỏ đấy. Bỏ rất nhanh. Bám chắc này. Đây này, cái móng này, nhìn móng vuốt nó này. Xem cái bụng nó này. Quay cái bụng này. Ngửa bụng đi. Có à, cái này nó đi nhiều quá nó bị mòn này. Đúng không? Đá này, cái này mòn. Chân này. Để bán con này là 2 triệu rưỡi chị? 2 triệu rưỡi. Chị có hay bắt được rùa này không? Người... Nhưng mà ít khi có con to nhảy. Ý là bình thường là như này rất là nhiều đúng không ạ? Ừ. Rồi bé như là nhiều đúng không? Từ một tháng khoảng mấy con chị? Người ta đi rừng tùy gặp. Chắc đi rừng người ta có tổng chục con không? Được. Thế chị bán hộ à? Ừ. Cái này tìm khách lấy cho. Khoảng 10 con như này. Ê. Cái móng nó đạp đâu lắm nhỉ? Móng sắt. Móng rùa. Móng rùa. Con nào nó chân dài nhỉ con? Chân giống này trông lạ nhỉ. Chân dài. Này con kia bạn. Giống này với giống này chắc khác nhau không? Không, vẫn là nó. Nhưng mà nó này. Có thấy cái dưới nó vàng mà chị. Một vàng một đen nữa. Chị cho con nhỏ. Thụt đầu vào. Không, miễn là
cái dưới của nó, dưới bụng nó. Ăn dưa á? Cái kia là vàng của ông. Cái gì nó ăn mà em? Cái gì cũng ăn à? Ăn tạp nhỉ? Ăn tạp lắm. Cái gì nó ăn? Thạch thiếc đấy. Ở trên cái hiền chi, cái hiền nuôi mà con nó béo lắm. Thế ạ? Nó ăn thạch an lắm ấy. Con hiền nó, bây giờ ba con đều tập trung về nhà con hiền hết rồi. Ừ. Đây, chúng tôi sẽ quyết định bỏ tiền 2 triệu rưỡi ra mua con này để thả nó về tự nhiên nhé các bác nhé. Bỏ tiền cho chủ quán đấy. Em phải đếm tiền ra đấy. Đếm tiền ra mới được nhỉ. Đây là cái gì nhỉ? Cứu sống tự nhiên à? Thả xuống đi chú ơi. Bảo tồn động vật hoang dã. Ừ. Thôi thả đi, bây giờ mà nó lại quay về đây tiếp. Chị cứ mong thả 10 lần như thế một tháng nhỉ. Nhanh. Ô, nó mò nhanh chứ nhỉ. Nhanh rùa. Lắm, không phải là không phải rùa chậm như rùa đâu nhỉ. Chờ lên ngoài. Nó cho vào cái chậu kia kìa, thì không bò ra được. Chưa. Tới hả? Có cây mà dài bằng này thì thích ạ. Cái này không có nụ chuyện, nhưng mà nó vẫn ra được. Cái này nó vẫn là... Đấy. Khỏe ấy à? Nhiều không? À bây giờ thử cái này xem nó có lật được. Nó lật ác em ạ. Nó lật được ạ. À. À. À được. Rùa này nó không giống như rùa ở dưới nước nhìn, đâu. Nhìn như kiểu này, nhìn như rùa vàng ấy nhỉ. Màu ừ. Vàng vàng ấy đẹp. Cái cổ nó vàng đấy nhỉ. Ừ. Hay rùa vàng thật chị. Khéo thế mà. Rùa vàng ca chị tới không ngồi đây bán hàng. Móng khỏe lắm ấy, sắc. Đây coi nó chụp lại nào. Ôi, đừng ra đừng ra. Được chứ nhận được. Thôi được rồi, xong rồi đấy. Đứng im chụp kiểu ảnh nào cũng bỏ. Cái này không biết là nó chắc bắt được khe suối đâu nhỉ. Trong rừng đấy em ạ, cái đi trong rừng nhưng mà nó uống như nào nhỉ, uống nước á. Bắt lại, bắt lại. Cái này mà ở trong rừng, lá cây không phải sầm ấy nhỉ. Ừ. Ở đây tí nào. Nó bỏ dưới nền khó nhìn thấy lắm nhỉ. Dưới đất khó nhìn thấy. Ui. Ui. Dết. Dết nhỏ, cái này ngâm rượu. Có con dết xanh mà. Ô đây cái dết xanh này. Đấy, em có con xanh đi. Còn vào đây, cho vào đây nhỉ. Từ tí lại chạy thôi, vào chuẩn vào đây đi. Đây không ra đâu. Đang làm cái gì? Xếp này bình thường bán bao tiền con chị? Con xanh 100 nghìn em ạ. Con 100 đỏ nghìn. Thì con đỏ dễ hơn. Con này tốt hơn nhỉ, con này ngâm rượu tốt hơn. Trước năm kiên kiền lên đấy mua một con mà. Ngâm rượu sao bóp tốt. Uống được không? Hình như là không được đâu nhỉ. Không uống được đâu, thế chỉ sao bóp thôi. Cái này là cứ thả vào rượu thôi chị nhỉ? Ờ, thả vào rượu ngâm thôi. Chứ không phải sơ chế gì. Không cần một cái gì. Bạn lên bộ sơ này về mua những cái này về làm thuốc, như rượu. Dết xanh. Con dết xanh. Con này cắn thì chắc là phải biết đấy nhỉ? Con này tối ngủ không ngủ được. Tây du ký. Đau lắm. Thế á? Nọc độc nó đau. Cắn ai thế cả? Thử xem. Một ngày đúng một ngày 2 tiếng mới